Hello, xin chào tất cả bà con em. Nay em về được lô hàng đồ dép này. Để tô nhỏ đầu chống tâm côn, áo côn, ba đồ linh tinh nha, taro, căng dao, kẹp. Này có một số taro nè, bằng ren như taro, căng dao. Em sẽ quay từng cái cho anh em xem nha. Côn thì có số 3, số 4. Đầu khoan có đầu lớn, đầu nhỏ. Này sẽ báo giá chi tiết luôn nha. Anh em tìm cái nào thì có gì inbox Zalo nha. Rồi đặt hàng ship toàn quốc nha. Những cái hàng nặng thì phải cọc, còn những hàng nhẹ thì không phải cần cọc nha. Này chắc hơi trễ anh em đón theo dõi nha. Cái cặp này trước nè, cặp này cặp kẹp nè, cặp lớn luôn nha, gần 2 tấc, con này hơn 3 kg, cặp hơn 3 kg, này dài 2 tấc luôn, 5 phân mấy, dài nha, hàng xịn. Cặp này để cho anh em 700k nha. Hai cái mũi quan tâm, tại vì cái này không còn, bên em cũng còn nữa nha, nhưng mà lô nào về em up lô đó nha. Hai mũi, mũi này rất là dài luôn, để anh em nào lấy kèm cái này thì kèm thêm cái này thì anh em tính nha. Thì hai mũi này 70k nha, cho anh em nào kèm nó như mua với đồ khác nha. Ổ ren nè, ren có 8 2 cái, 13 cái nè, 12 nè, 16, dư cái này 20 ly, 2 ly rưỡi, 24 ly rưỡi. Nếu anh em nào hay lấy hết món này thì có gì alo nha, inbox nha. Còn lẻ này ổ 8 này, ổ này 40k một ổ, 10 50k, 12 60k, 16 16 70k nha. Ba ô này anh em cần người ta giá luôn, tính 70k luôn. Và anh em nó đã hết thì tính lên nha. Alo để giá tốt. Chẳng thêm taro này cho anh em chọn. Lát em sẽ báo sau nha. Có một số cán dao này. Cán dao thì được một cây này là bắt tất cả cái này cắn nhật xin nha. Có cây này nè, cây này cắt mặt cắt gió nè, cắt xiếc nè, cây này 25 nè, 20 nè. 20 thì 200k một cây, 25 thì 250k một cây. Ở đây có 3 cây T16 nè, thẳng trái phải trái. Dưới đây 10 chip sẽ rảnh xin xò luôn cho anh em nào là cũng có bo này nhé, sẽ rảnh xin xò luôn, hầu như chưa sử dụng luôn nha. 6 mặt 10 mũi nha, cho anh em nào lấy combo này nha. Này cán 25 luôn, nhưng mà anh em nào lấy combo này là tính 3 cây nha, là tính nó vô 600k thôi nha. Như chip này nè, 10 chip này 200k nữa là 800k một combo này nha. Đó, còn cái này thì cán 20 nè, 200k cán 20 nè, cán 16 cho nên còn chưa sử dụng luôn. Hai cái cán 16, 150, 150 này cứ cắt, cắt có cây nè. Cái này thì hàng xịn cán 25 luôn nè, có một chip. Cái này thì để cho anh em nào 300k nha. Cái này có cán xịn luôn, anô. Như cái này thì có thêm 10 chip nha, cái này cán 16 thôi, có thêm 10 chip nè,
400k nha, cho anh em nào làm nha. Cái này sao, cái này có con trái nè, con trái Bali trắng 20, tính cho anh em nào 200k nha. Rồi em qua một số cái mũi tay rô, nó có ít mũi tay rô thì có 6 ly nè, 6 ly răng 1 ly nè, 6 ly thì có 1, 2, 3, cái này hộp thì tính mũi luôn nha, trong này có bao nhiêu mũi tính bao nhiêu nha, này được mấy mũi á, 6 ly, 6 ly tính cho anh em nào em lấy hết 6 ly luôn. Này, 20k một mũi, 8 ly, 8 ly chỉ có một hộp à, 18 nhưng một ly 25 nha, 30k một mũi, một hộp này 3 mũi nha, 2 ly 3 mũi luôn nha. Hai con hộp này rất đẹp nha, 1 ly 35 thông dụng nha, 40k một mũi, 14 3 ly thôi nha, một cổ luôn. Cái hàng này bao đẹp hết nha nha, nên chi tiết cụ thể thì em bóc qua, em sẽ gửi ra, quay cho anh em xem nha, chụp hình gửi qua nha. Thì 50k 3 hộp tới 150, 16 60k luôn, khoảng 3 hộp luôn nha. Còn có 10 ly, có 2-3 mũi 10 ly, 10 ly răng 1 ly nha, 10 ly răng 1 ly 3 cây luôn. Cái này hộp này 100k, còn cái này 5 ly thì 20k, cho giống 6 ly luôn nha, cho nên dễ. Cái này em có được ít mũi khoan là 1 tí nè, 1 tí mũi từ nhỏ tới 11 ly, 11 ly chỉ có 1 mũi thôi, còn 10 ly nữa lại em cho em nào 400k nha. Này, hàng đẹp hết nha nè, anh em về xài. Và tiếp cái áo côn đi, áo côn này thì có côn số 2, 3, 4, 5, 2, 1 lên 2. Áo côn thì anh em nào cần thì có gì inbox qua nha, em sẽ gửi hình cho anh em dễ nha, chứ tại nó nhiều lắm nha. Mấy áo số 5 là lớn nhất, có một tay xích chấu đầu 16 ly nè, xịn luôn, 500k cho anh em nào làm nha, đầu 16 ly nha, kẹp cái này 16 ly nha. Còn mở đầu khoan, đầu tu số 3 nè, số 3 tự động nha. Con này 500k, còn cây này thì tự động xin sò luôn, nhưng cái hộp này có thay được nha, rút ra được, đóng ra được nha. Con này 700k, con số 3 luôn, có đầu chết con số 4 nè, nút 4 nè, 4 nè. Cái này 200k nha, này đầu 16 con số 3, 500k đầu khoan ở đây, ở đầu 13 con số 3, 400, tất cả đầu này đầu xịn hết nè, đầu 16 con số 3, 500 luôn nha. Ở cái đầu BT40 nè, xài đầu sức nhanh 13 ly nè. Cái này thì cho anh em nào 600k nha. Cái đầu này con số 4, số 4 cái này xài đầu trước 700k. Cái đầu khoan này, đầu khoan này 19 ly, con số 5 đẹp luôn, cái này 2 chiều nha, đầu lớn duy nhất con số 5 luôn nha, anh em nào xài số 5 thì ok nha, còn thay đầu thì không biết. Rồi tiếp cái quân số 3 này, nhỏ 18 lớn 80, cái này rất đẹp nè, quân số 3 cái này 1 chiều nha, cái này quân số 3 luôn, 30 độ nhỏ 30, độ lớn 103, cái này 1 chiều 2,
số 3, con số 3 có 2 cây. Con số 4 3 cây nha. Con số 4 30 nè. 30 130, số 4. 30 130, cây này 1,5 triệu nha. Cây này nó lấn vô sao nè, nhưng lớp ngoài còn nguyên zin luôn nha. Cái 30 113. 30 113, con này cái này 1,3 triệu nha. Con số 4 luôn. Cái này lớn nhất. Cái này cũng giống như cây này nè. 130 139, mặt đẹp. Cái này 18 nha. Con số 4 nha. Tất cả đều quay ok hết nha. Rồi bên cái Eto nè. Eto thì đợt này về có một số đồ nhỏ này. Một số Eto nhỏ, hàng xin luôn nha, hàng Nhật nha. Cái này là hàng bãi nha. Được một cây cây cạp đến nè. Cây này nhàm 8, mở ra 5, 5 hay 6 gì đó. Cây này 5 kg hơn. Cây này 700k nha, cho anh em nào làm nha. 700k thì chỉ có cây này nữa. Cây này thì có 5 kg, nhàm 8, mở 6. Cây này chỉ có mất 2 cái nhàm nha. Cây này tính giá nam 700k nha. Còn cây này có cây này, cây số 5 nè, 7 kg. Số 1 nè, 7 kg nè, 8 x 6, 8 x 6, 8 x 7 nha. Cây này số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, số 6 là cái con này nha. Nó đang tới số 5 tới cái này nha. Cây này thì 1,000 một con nha. Anh em chọn cây nào thì chụp hình gửi qua hoặc là ở luôn. Cây kẹp khoan bàn nè, cây này lớn nha. Đây đúng hàng Nhật nha anh em. Nó 10 kg, 1,6, 10,6 luôn. Cái này chỗ trong này có khoan ít thôi nha. Như cái làm này ấy cả nha. Cái này tính ra là 1,000 nha. Thô bằng gân tay nha. Cái này hơn gân tay luôn nha. Cây này 11 kg, 120 x 90, 90. Cái này 1,5 triệu nha. Cái này là tất cả là còn phí nha. Anh em nào mình còn lẹ thì chuyển hết tiền. Bởi vì em tính đối ba phí được là 33 nha. Cái này 150 x 120. Cái này 25 kg nha. Cái này tính anh em 2,5 triệu nha. Này tất cả vệ sinh rồi nha. Thì chưa bôi nhớt. Đó, hôm nay lên cái mặt hàng này thôi. Anh em có nhu cầu cái nào thì có gì alo nha. Từ thế nào có gì alo hoặc là inbox qua Zalo 0938493912. Số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Hoặc 0348515712 nha. Em sẽ để trên số điện thoại. Anh em có gì alo nha, inbox qua Zalo. Thôi em xin kết thúc video. Chào tạm biệt anh em.